À, chào đón cả nhà, mình là tiếp tục quay trở lại với kênh đồ sưu tầm anh em nha. Hôm nay có về rất là nhiều sản phẩm độc và lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho xin một like và đăng ký kênh nha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu cả nhà mình có một cái đồng hồ rất là đẹp nha. Mẫu của Pháp 51816 ha. Chất liệu nguyên bộ máy nó bằng đồng giống như một cỗ máy thời gian cả nhà ha. Cái đế là cái đế gỗ, nó có cái tem ở dưới này luôn nha. Tem mạc mắc in phần 51816 ha. Chiều cao tổng thể tầm có khoảng của cái này là có cái đồng hồ này là tầm có khoảng là 35cm ha. Vành đế gỗ là tầm có khoảng là 23. Rất là đẹp nha. Có cái lồng kính ha. Cái này là em quay đầu tiên là chưa có bỏ lồng kính vào để cho cả nhà cũng có thể xem rõ cái đồng hồ này ha. Đây là mặt trước nha. Đây là mặt sau ha. Rất là đẹp nha. Giống như một cỗ máy thời gian ha. Cả nhà nếu mà có nhu cầu xem trực tiếp hoặc là xem không rõ có thể kết bạn Zalo qua bên em để có thể chụp và quay cho cả nhà cùng xem rõ lại ha. Đồng hồ này lá lúa nha, mình lên giới thiệu ha. Và bên cạnh đó nó có kèm thêm một cái lồng kính để bảo quản để cho các con vật thì nó không có chạy vô đụng cái máy ha. Rất là đẹp. Đây là cái cửa nó mở ra nha. Sản phẩm đầu tiên này có giá giao lưu cả nhà 12 triệu đồng cho mã số 1 ngày hôm nay nha. Đây là mã số 1 ha. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì giới thiệu và giao lưu cho cả nhà mình có một cái đồng hồ thiên thần nha. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đẹp ha. Đồng hồ thiên thần. Chiều cao tổng thể là có khoảng 30cm ha. Bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 19cm. Chất liệu bằng đồng nha. Hai thiên thần hai bên bằng đồng ha. Ở trên này mà cái mặt trước nó gồm có là ba cái cây kim nha, một cây kim nhỏ để chỉ dây ha. Hai bên là chỉ giờ và chỉ phút. Mẫu của Pháp 51816 nha. Chất liệu tất cả đều bằng đồng hết ha. Đặc biệt là có hai thiên thần hai bên rất là đẹp. Đây được xem là một những sản phẩm rất đẹp về đồng hồ để bàn nha. Cái này có giá giao lưu cả nhà mình làm 3.800.000 cho mã số 2 ngày hôm nay nha. Tiếp theo mã số 3 thì cũng có một cái đồng hồ nữa nha cả nhà nữa ha. Đồng hồ đại bàng cổng qua cầu pha lê ha. Mẫu 1886. Rất là đẹp. Nó được thiết kế là một con đại bàng đang cổng một quả cầu pha lê. Con đại bàng chất liệu vận động luôn ha. Và phía sau này là để lộ nguyên bộ máy cả nhà cùng xem ha. Để lộ nguyên bộ máy trong quả cầu này nha. Đây được xem là một những tác phẩm rất là đẹp ha. Đại bàng tất cả đều vận động nha. Tác phẩm này thì trọng lượng là tầm có khoảng 1 ký nha. Chiều dài bề ngang tổng thể là có khoảng là 19cm. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 15 nha. Và cái này có giá giao lưu cái nhà chiều 700.000 ha. Cho đại bàng cổng quá cầu pha lê mã số 3 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 4 cũng là một cái đồng hồ độc lạ nữa ha. Hôm nay 4 mã đầu tiên là 4 đồng hồ rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình nha. Đây là một cái đồng hồ lồng chim ha. Được thiết kế rất là đẹp. Thứ nhất là tất cả chất liệu đều bằng đồng nha. Cái này là bằng kính ha. Và ở đây là nó có chữ là 1889. Chất liệu nguyên bộ máy trong bằng đồng để cho cả nhà cũng có thể xem được nha. Và tác phẩm này có tổng trọng lượng là tầm khoảng 300g ha. Chiều cao đo được cho cả nhà mình là có khoảng 15cm. Bề ngang là có khoảng là 8,5 nha. Và cái này có giá giao lưu cả nhà 1.500.000 ha. Cho mã số 4 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 5 là một cặp voi ha. Một cặp voi chất liệu đồng nha. Bao gồm có hai con. Thì đây là mã số 5, tổng trọng lượng là 5.1kg cho tác phẩm này nha. Chiều cao đo được cho cả nhà mình là có khoảng là 13cm ha. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 19 nha. Chất liệu vận động ha. Đây là bao gồm có hai con nha. Rất là nặng, rất là đẹp ha. Mỗi một con đều có một cái thổi vàng chỗ cái vòi nha. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là cặp voi này là 2.200.000 nha. Còn mã số 5 ngày hôm nay ha. Rồi mã số 6 thì có về được một bộ trà mang đậm phong cách hoàng gia xưa nha. Hôm nay lâu lâu có về được bộ nữa để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Một bộ này thứ nhất là nó bao gồm một cái bình 6 ly và một cái khay. Bỏ một cái bình nó có hình ảnh những cung điện hoàng gia xưa rất là đẹp nha. Bên đây là có đính một viên đá hai mặt ha. Ở này là chất liệu bằng hợp kim đồng chứ không phải là đồng 100% nha. Hợp kim đồng như cái nào ha. Rồi mỗi một cái ly cũng vậy luôn nha. Mỗi bên thì có ánh một viên đá màu vàng rất là đẹp. Đường kính ly là có khoảng là 5.5cm và đường kính miệng là tầm có khoảng 5cm nha. Còn một bộ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 nha. 1.500.000 cho mã số 6 ngày hôm nay ha. Rồi mã số 7. Mã số 7 là một bộ khay trà đồng rất là đẹp. Rất là đáng để sưu tầm nha. Cái này chất liệu đều bằng đồng hết ha. Cả cái bình nha. Cái khay này toàn bộ đều bằng đồng hết. Nhưng mà đều có hình ảnh là con rồng nha. Cái ấm đầu tiên là một con rồng quấn. Rất là chiều dài ấm là có khoảng là 15. Đường kính miệng là có 8cm ha. Mỗi một cái ly cũng đều được chạm rồng nha. Ly là chạm lông phụng rất là đẹp. Đường kính của mỗi ly là có khoảng là 6.5cm ha. Đường kính miệng là tầm có khoảng là 3.3. Và một bộ như thế này, cái khay cũng được chạm rồng rất là đẹp luôn nha. Đặc biệt cái khay cũng chạm rồng luôn ha. Một bộ này được bộ gọi là bộ khay trà rồng nha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là
2.800.000 ha cho một bộ rất là đẹp nha, đặc biệt mỗi cái ly này rất là xứng đáng đồng tiền nha. 2.800.000 ngoài số 7 ngày hôm nay ha. Rồi mã số 8 là một bộ âm đình nha. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đẹp, rất là sang trọng ha. Cái này mình có nhà để trên cái bàn phòng khách thì thôi khỏi chê nha, mang đậm phong cách xưa ha. Thứ nhất là nó được làm bằng gốm sứ cao cấp rất là đẹp, và những cái nét ở phía ngoài này được mạ vàng nha. Còn cái tay cầm đều bằng hợp kim ha, nó có hình ảnh hoa hồng rất là đẹp nha. Tất cả còn màu trắng là sứ ha, sứ cao cấp rất là đẹp, mang đậm phong cách xưa nha. Và chiều cao là chiều dài có khoảng là 25 cm cho cái bình ha. Mỗi một cái ly á cũng đều được mạ vàng rất là đẹp kèm theo sứ ha. Đường kính ly là có khoảng là 6.5 nha, đường kính miệng là tầm có khoảng là 5 cm. Bộ này như thế này được mạ vàng rất là đẹp, nhìn bên ngoài là rất là đáng để sưu tầm như thế nào ha. 1.600.000 nha cho mã số 8. Còn mã số 9 này giới thiệu qua Zalo với cả nhà, hôm nay có sưu tầm được một bộ rất là đẹp nha. Một bộ su tiền su Việt Nam trải dài qua các thời kỳ nha. Đây là bộ su cổ ha, bao gồm 42 su nha, từ thời Minh Mạng Tự Đức ha, trải dài cho tới là xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng Hòa luôn nha. Và cả một bộ su mà gần đây nhất là bộ su được phát hành năm 2003 của mình ha, có tờ 5.000, 2.000, 1.000 và 200 đồng, 500 đồng nha. Cái bộ này được gần đây nhất là bộ su cuối cùng của Việt Nam mình ha, được sản xuất năm 2003, sau đó sử dụng không được bao lâu là đã được thu hồi lại hết ha, vì nó khó sử dụng và nó những trẻ em thì hay nuốt những đồng xu này nên là đa số là không bao lâu là được thu hồi lại hết ha, nên là còn rất ít nha. Cái này bộ này 42 xu, có giá giao luôn cả nhà 1.500.000 nha cho một bộ này ha, rất là đáng để sưu tầm nha, rất là đẹp ngày hôm nay ha. 42 xu Việt Nam qua các thời kỳ nha. Rồi tiếp theo mã số 10 ha. Mã số 10 là một con cá kim long đang nằm trên cây gậy như ý nha. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 4 kg cho tác phẩm này ha. Chiều dài tổng thể là 37, rồi chiều cao là có khoảng là 18 cm nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con cá kim long nha, nằm trên gậy như ý này, có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 mã số 10 ngày hôm nay ha. Xem được nhớ giúp em nhân xin một like rồi đăng ký kênh nha. Rồi 11 là một con trâu nha, giống như một đấu sĩ ha. Còn một con trâu có dáng người giống như là đang chiến đấu nha, rất là đẹp, chất liệu đồng ha. Tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 2.8 kg cho con trâu này ha. Chiều dài tổng thể đo được cho nhà là có khoảng 28 cm, rồi chiều cao đo được là tầm 18 nha, chất liệu đồng ha, rất là đẹp nha. Nhìn cái mặt con trâu thôi khỏi chê, cái này siêu tầm để bạn thôi, rất là đáng để siêu tầm ha. Trâu này trâu đực nha, có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha, số 11 ngày hôm nay nha, 11 ha. Và mã số 12 là một tác phẩm chất liệu bằng đồng xưa ha, đó là ảnh một Trung Quỳ đánh quỷ nha. Đây là một tác phẩm rất là hay nha, về phong thủy ha. Hình ảnh ông Trung Quỳ tay cầm cây quạt thì cầm cây kiếm này, đang chân thì đang đạp con quỷ nha, chất liệu bằng đồng ha. Đá này có chuyện, đá này không có chuyện nha, chất liệu đồng cổ ha. Này lâu đời, ở phía sau này nó có chữ nha, khắc ăn mòn chữ đây. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 cho Trung Quỳ đánh quỷ. Để em đo thử tác phẩm này cho cả nhà mình xem ha, có khoảng là 21.5 nha, và chiều dài là có khoảng là 18 nha, 1.800.000 mà số 12 nha. Rồi 13 Phật Di Lạc rất là đẹp ha, 13 là một tượng Phật Di Lạc to nha, tổng trọng lượng là khoảng 8.8 kg, chiều dài đo được cho cả nhà thì có khoảng là 38 cm nha, chiều ngang là có khoảng 20 ha, chiều cao là 20, chất liệu đồng nha, ông cười rất là tươi ha, tay cầm thử vàng, tay đặt trên bao tiền rất là đẹp. Sau đây là chi tiết tượng này cho cả nhà cùng xem ha. Đá này cũng có chuyện luôn nha, đây là mặt sau. Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 3.800.000 nha, cho mã số 13. 13 ngày hôm nay ha. Rồi 14 là một tác phẩm chất liệu đồng cổ luôn nha. Hình ảnh là 5 vị Phật ha, rất là đẹp nha, 5 vị Phật được làm nổi phía ngoài. Đây là một tượng đồng cổ nha, đây là mặt sau ha, có đá nè. Tượng này có tổng trọng lượng là 1.5 kg. Rồi chiều cao đo được cho cả nhà có khoảng 24 cm ha, bề ngang tầm là 13, và có giá giao lưu cái nhà 1.800.000 cho một tác phẩm đồng cổ này nha. Mã số 14 ha. Rồi 15. 15 hôm nay đó là một cặp lông mã nha. Đầu thì đầu rồng mình ngựa nha, chất liệu đồng lên tan xanh thời gian rất là đẹp nha. Tổng trọng lượng là 4 kg cho tác phẩm này ha. Chiều cao là có khoảng 24 cm. Rồi chiều dài đo được là có khoảng là 22 nha, chất liệu đồng ha. Sau đây là chi tiết của tượng này cho cả nhà cùng xem nha. Đầu rồng nha, mình thì mình ngựa ha, lông mã ở đáy có chuyện luôn nha. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 ha, cho một tác phẩm lông mã ngày hôm nay nha, mã số 15 ha. Rồi tiếp theo mã số 16,
16 thì giới thiệu với cả nhà mình có một bộ đỉnh đồng nha. Đặc biệt là có con nghe ngẩng đầu lên rất là đáng để sưu tầm ha. Cái bộ này tầm có khoảng 1,8 kg, đường kính đế là có khoảng là 15 cm. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng 14 cm nha. Đặc biệt là nó con nghe ngẩng đầu rất là đẹp nha. Còn trên đây là nó có chạm sen cá rất là đẹp, hai bên là hai cái đầu lân nha. Ở đáy có chuyện luôn, tác phẩm này có giá giao luôn cả nhà 1,900,000 nha, cho mã số 16 ha. Rồi 17 là một cặp tỳ hưu nha, tỳ hưu chất liệu đồng ha. Cặp tỳ hưu này nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là thích hợp để bàn thần tài thổ địa nha. Chiều dài tờ khoảng là 17 cm và chiều cao của tác phẩm này tầm khoảng 9 cm nha. Chất liệu được làm bằng đồng ha. Cặp này có trọng lượng là khoảng 1,4 kg, có giá giao luôn cả nhà 1,200,000 cho mã số 17 ngày hôm nay nha. Rồi 18 là hai cái tượng Phật chất liệu bằng đá xưa ha, bằng đá xưa nha. Cái này buổi tối mình có thể là gọi đèn thông đèn lên là rất đẹp. Cái này em quay ban ngày nên không có bật đèn cho cả nhà xem được ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 28 cm nha. Ở bên đây là tượng này là 24, hình ảnh tượng mẹ Quan Âm ha. Đây là mẹ Quan Âm nha, còn bên đây là Quan Âm đồng tử bái Quan Âm ha. Hai bên là có hai đồng tử, chính giữa là có hình ảnh mẹ Quan Âm trên đây ha. Chất liệu bằng đá xưa nha, và món tượng có giá giao luôn cả nhà 2,000,000 ha, cho mã số 18 ngày hôm nay nha. 19 là một cặp nhạo rượu Bát Tiên ha. Đây là một cặp nhạo rượu mà mình hay thấy là những đám cưới thì người ta hay có rượu lễ ha, thì hay có cái nhạo rượu này nha. Hình ảnh Bát Tiên như đây, 8 vị tiên được làm nổi phía ngoài rất là đẹp nha, chất liệu đồng ha. Đây hôm nay có sưu tầm được cặp để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Tổng trọng lượng là khoảng 800 g, chiều cao là có khoảng là 17 cm ha, bề ngang là tầm 10 cm, và có giá giao luôn cả nhà 1,200,000 cho cặp này nha. 1,200,000 cho cặp mã số 18 ha. 20 ngày hôm nay là tam mã nha, bao gồm có 3 con ngựa đang phi nước đại về trước ha, với mục đích là mã đáo thành công nha. Chiều cao là khoảng 20 cm ha. Rồi chiều dài tổng thể là bề ngang tổng thể là khoảng là 14 cm, chất liệu đồng nha. Tam mã ha, 3 con ngựa đang phi nước đại về trước ha. Và tác phẩm này có giá giao luôn với cả nhà 1,300,000 nha, mã số 20 ha. Rồi 21 là một bộ đỉnh trúc nha. Trúc một đây được xem là một những hàng thủ công rất là đẹp. Một bộ đỉnh trúc. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,4 kg. Rồi chiều cao đo được là 24 là 25 cm nha. Bề ngang là tầm có khoảng là 14 cm chất liệu đồng ha. Nó được làm bằng 3 bộ phận, cả nhà cùng xem nha. Cái đế ha, và đây là cái thân. Một bộ này đái có chuyện luôn nha, từ những nhành trúc hàng thủ công. Có giá giao lưu với cả nhà 1,600,000 cho mã số 21 ngày hôm nay nha. Rồi 22 là một tác phẩm rất là đẹp, đó là Sông Trầm Di Lạc. Hình ảnh nó cho là ông Phật Di Lạc đang cười rất là tươi nha, mặt cười rất là tươi ha. Ở trong này rất là sạch nha, về anh có thể vệ sinh đồ lại ha. Hai bên là hai quay gồng, ba chân là ba chân lân ha. Ở đáy này có chuyện luôn. Thì tác phẩm này có tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 600 g, chiều cao là có khoảng là 17 cm, rồi bề ngang là có khoảng là 16 ha. Và có giá giao lưu với cả nhà 900,000 cho cái đỉnh Trầm Phật Di Lạc mã số 22 ngày hôm nay nha. Rồi mã số 23 là giới thiệu giao lưu với cả nhà mình một bộ tượng về công giáo nha, bao gồm tượng chúa ha, tượng cha ha, đây là thánh giá, bên đây là tượng đức mẹ nha. Và tổng trọng lượng của cái bộ này có khoảng 3,8 kg, chiều cao mỗi tượng là tầm 30 cm nha, thánh giá là có 30 luôn ha, tượng mẹ có 30 luôn. Một bộ này có giá giao lưu cả nhà 3,800,000 cho mã số 23 ngày hôm nay nha. Rồi 24 là một đỉnh tứ quý nha, một cái đỉnh tứ quý rất là đẹp ha. Tứ quý tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, và cái đỉnh tứ quý là cao 12,4 cm, bề ngang đo được là có khoảng là 14 ha. Chất liệu bằng đồng nha, bao gồm 3 khớp đó. Một bộ đỉnh như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu nha, 1,4 triệu cho một cái đỉnh tứ quý ngày hôm nay ha, rất là đẹp. Đây là mã số 24 nha. Rồi mã số 25 ngày hôm nay đó là một cái chuông Tây Tạng ha. Đây là một cái chuông Tây Tạng nha, chuông này chuông đồng, ở trong này có cây lắc. Tổng trọng lượng là tầm cỡ khoảng là khoảng 100 g thôi nha cả nhà, 150 g, chiều cao là cỡ khoảng là 15 cm. Đây là một cái chuông đồng nha, chuông đồng xưa ha, đường kính là cỡ khoảng là 7,5, có giá giao lưu cả nhà 600,000 nha cho một cái chuông đồng mã số 25 nha. Rồi tiếp theo mã số 26 là một cái nải chuối đồng, nải chuối toàn bộ chất liệu đều đồng nguyên khối nha. Cái này bảo hành trọn đời ha. Đường kính là có khoảng là 19 cm, chiều cao là có khoảng là 8 cm, về trọng lượng là cỡ 3 kg cho tác phẩm này ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình nải chuối đồng này là
1.700.000 cho mã số 26 nha. Rồi 27 ngày hôm nay là một con cua kẹp tiền nha. 27 là một con cua kẹp tiền ha. Chiều cao là có khoảng là 21 cm. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 16, chất liệu thì được làm bằng đồng nha. Tổng trọng lượng khoảng 1,5 kg. Con này có giá giao luôn cả nhà 1.200.000 cho tác phẩm này ha. Đây có chuyện mặt sau luôn nha. Đây là mã số 27 ha. Rồi tiếp theo mã số 28. Là một con trại bàn Hòa Bình nha. Đang đậu trên hai cái bàn tay bắt chéo nhau nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 35. Bề ngang ghế là tầm có khoảng là 19 cm ha. Đường kính bề cho bề bắt tay là có khoảng là 10-15. Có giá giao lưu cả nhà mình con này 2.500.000 nha. Rồi đại bàn bắt tay ngày hôm nay ha. Đây là mã số 28. Rồi 29. Rồi đó là một cái trống đồng xưa ha. Tổng trọng lượng là đo được cả nhà khoảng ký nha. Cái này trống đồng xưa chiều cao là 11 cm. Đường kính mặt trống là có khoảng là 13.5. Đây là một cái trống đồng xưa nha. Cái này có giá giao lưu cả nhà 1.900.000 ha. Đây là một trong những nhân quá rất lâu đời của Việt Nam mình ha. Đây là mã số 29 nha. Rồi 30. 30 là hình ảnh Di Lạc Cởi Châu ha. Đây là một hình ảnh Phật Di Lạc Cởi Châu rất là đẹp. Đường kính là có khoảng là 31 cm. Chiều cao là có khoảng là 28 nha. Chất liệu đồng tổng trọng lượng là 4.6 kg nha. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 2.500.000 nha. Cho tượng Phật Di Lạc Cởi Châu ha. Một những tác phẩm rất là hay, rất là đẹp nha. Đây là mã số 30 nha. Rồi 31 là một cặp bình tứ linh ha. Long Lân Quy Phụng, bốn linh vật hội tụ vào trong cặp bình này ha. Đây được xem là một những sản phẩm rất là đẹp để mình có thể trưng Tết nha. Đây là mã số 31. Chiều cao là 36 cm nha. Bề ngang là có khoảng là 12 và tổng trọng lượng là 7 kg. Mặt trước là hình ảnh Long Lân ha, trên có chữ Lộc. Mặt sau là Quy Phụng. Thì tác phẩm này có giá giao lưu với đây là một tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.300.000 nha. Cho mã số 27 ngày hôm nay ha. Ủa mã số 31. Mã số 32. 32 là một cặp bình sen cá ha. Hình ảnh hoa sen và cá nha. Đây là mã số 32 ha. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 36 luôn nha. Đường kính miệng là có khoảng là 10-13. Và cặp bình này có tổng trọng lượng là 6 kg. Có giá giao lưu cả nhà 3.200.000 cho cặp bình hoa sen nha. Rất là đẹp, sen cá rất là đáng để sưu tầm ha. Đây là mã số 32 nha. 33 là hôm nay là giới thiệu giao lưu với cả nhà. Nho sóc hàng thủ công ha. Chiều cao là tầm có khoảng 30 cm. Đường kính miệng là có khoảng là 9 cm nha. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.500.000 cho cặp bình nho sóc ngày hôm nay ha. Rất là đẹp nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh hàng thủ công ha. Đây là mã số 33. Rồi 34 là một tượng Phật chất liệu đồng xưa nha. Đây là tượng Phật áo ha. Chiều cao là tầm có khoảng là Phật Thích Ca nha. Chiều cao là có khoảng là 30-43. Rồi bề ngang đo được cho cả nhà mình là có khoảng là 27 nha. Đây là một tượng Phật áo đang ngồi ha. Đặc biệt là ngày đang mặc áo cà sa nha. Cà sa những cái áo đều nổi vị Phật lên ha. Ở đáy đây. Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 3.800.000 nha. 3.800.000 cho mã số 34 ha. Rồi mã số 35, 8 kg. Đây là mã số 35 nha. 35 là hình ảnh một con rồng chất liệu đồng ha. Tổng trọng lượng là 8 kg. Rồi chiều cao là có khoảng 60 cm nha. Bề ngang đo được cho cả nhà mình là có khoảng là 20 cm ha. Đây là một những con rồng rất là đẹp nha. Nó đang đậu trên vạn lý trường thành ha. Một những tác phẩm rất là đẹp. Con này có giá giao lưu cả nhà là 4.500.000 nha. 4.500.000 cho mã số 35. Rồi 36 thì đây một tượng Phật để cân trước cho cả nhà mình xem ha. Rồi bỏ xuống nha. Thử cái tượng Phật này coi. Chúng coi trọng lượng nó tới như Phật Ban Phước ha. Tổng trọng lượng là 6.2 kg. Cho tượng Phật này nha. Chất liệu quần đồng xưa ha. 36. Mã số 36 nha. Chiều cao là 70 cm. Rồi bề ngang thì tầm có khoảng là 14 nha. Chất liệu quần đồng rất là đẹp ha. Đồng lên tan xanh màu thời gian nha. Tượng này có giá giao lưu cả nhà 3.800.000 nha. Cho mã số 36. Rồi thứ hai mã số 37 là một bộ lư đồng xưa nha. Bộ này là bao cả nhà mình là chuẩn xưa luôn ha. Bộ lư này thôi màu thời gian rất là đẹp. Một bộ lư đào Nam Bộ ha. Đây là một bộ lư đồng xưa nha. Chiều cao là tầm có khoảng là 64 cm. Còn chân đèn là cao có khoảng là 40-48. Chất liệu đồng nha các nhà ha. Ở trong vẫn còn một số lớp ké nha, chưa vệ sinh hết ha. Bộ lư đồng xưa rất đáng để sầm nha. Hai bên hai quả đào ha, màu đồng thời gian. Các nhà chỉ nhìn thôi là biết là rất là đẹp rồi nha. Một bộ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 14 triệu đồng nha. Cái bộ này
có cân được cho cả nhà mình là khoảng 15 kg, nhưng mà ở trong đây vẫn còn một số ba vớ ngày xưa mình đã chưa có vệ sinh hết ha. Đó là tầm có khoảng là 13 kg thôi nha, nhưng mà bộ lưu đồng xưa rất là đẹp nha. Bộ này có giá cho luôn cả nhà mình là 14 triệu đồng nha, cho mã số 37. Cuối cùng ngày hôm nay là mã số 38 nha. Mã số 38 này là một cặp nai đồng ha. Một cặp nai chất liệu đồng nha. Cặp nai này rất là đẹp. Đẹp nhất là ở chỗ hai cái sừng con nai nha. Nội cái sừng á, sừng rất là to nha. Thứ nhất là chiều cao đo từ mặt đất lên tới cái sừng ở trên luôn là tầm có khoảng là 87 cm. Rồi, của cái con cao nha, bề ngang của cái sừng là tầm có khoảng là 50 nha. Tổng trọng lượng là 22 kg cho cặp này ha. Và chiều dài cái thân của con nai là tầm 42 nha. Thì cặp này có 22 kg. Đặc biệt nhất là đẹp nhất là hai cái sừng ha. Chất liệu bằng đồng nha. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 14 triệu đồng cho cặp nai này ha. Đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà mình ủng hộ kênh bên em ha. Xem được nhớ cho xin một like và đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau với những số bom độc lạ hơn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.